Tuấn phò mã chính thức bị bế lên đồn. Danh tính nữ tài xế có cồn kịch khung, nổ là cháu lãnh đạo Bộ Công an. Xuất hiện nam hành khách tự xưng là người của Bộ Văn hóa gây rối trên tàu. Thót tim với cảnh xe tải rơi xuống sông Tiền khi xuống phà. Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời sự mới nhất được chúng tôi cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, không còn là lời đồn, TikToker, YouTuber, Facebooker Tuấn phò mã, người nổi tiếng trên mạng xã hội với những video hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường, đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm vừa chính thức bị bắt. Những thông tin liên quan đến vụ việc bắt giữ Tuấn phò mã sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật trong các video tiếp theo. Quý vị hãy nhấn theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ. Còn bây giờ, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội vừa lập biên bản xử lý một nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức kỳ khủng. Đáng chú ý, nữ tài xế này còn tự nhận là cháu của một lãnh đạo Bộ Công an sau khi điều khiển ô tô va chạm với xe máy ở đường Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe tải rơi xuống sông Tiền khi xuống phà ở thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp khiến mọi người được một phen thót tim. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe của một tài xế về hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong những phút vừa qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.